Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Lưu Trí Khanh, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Lâm Tiến. Mình được nghỉ hè rồi đấy các bạn ạ. Hè này các bạn thường làm gì nhỉ? Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên mình không đi chơi. Mình ở nhà giúp đỡ bố mẹ như quét nhà, nấu cơm, lau nhà, phơi quần áo và làm các việc khác nữa. Sở thích của mình là khám phá khoa học và đi câu lạc bộ STEM của trường. Hôm nay mình vừa mượn được một cuốn sách rất hay và thú vị, muốn giới thiệu với các bạn. Cuốn sách này có tên là Những thí nghiệm đơn giản bạn có thể làm tại nhà. Tác giả của cuốn sách có tên là Thomas Kenkaki. Nhà xuất bản của cuốn sách này là nhà xuất bản Kim Đồng. Trang tiếp theo là lời giới thiệu của cuốn sách. Tác giả nhắn nhủ đến chúng ta rằng nếu chúng ta làm thành công một thí nghiệm thì chúng ta sẽ có hứng thú làm các thí nghiệm khác. Và nếu chúng ta làm thành công các thí nghiệm thì chúng ta sẽ cảm thấy khoa học rất gần gũi với chúng ta. Và chúng ta sẽ giải đáp được những điều kỳ lạ sau mỗi thí nghiệm nhỏ. Phần tiếp theo là phần mục lục. Phần mục lục sẽ giúp chúng ta tìm được các thí nghiệm nhỏ dễ hơn. Cuốn sách gồm 136 trang và được chia thành 14 phần khác nhau như tính chất các đồ vật, chuyển động, lực, lực tác động, áp suất, nhiệt, năng lượng, điện, dòng điện, nam châm, ánh sáng, phản ứng khoa học, hãy quan sát những biển đối và âm thanh. Trong những 14 phần này, mình thích nhất là phần ánh sáng đó các bạn ạ. Mỗi thí nghiệm, tác giả đều cho chúng ta những dụng cụ cần thiết và các bước tiến hành. Nếu chúng ta không hiểu thì tác giả vẽ những hình ảnh minh họa giúp chúng ta dễ hiểu và rất gần gũi. Còn bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn một thí nghiệm nho nhỏ ở phần ánh sáng nhé. Mình thấy thí nghiệm này rất hay. Thí nghiệm này có tên là đồng hồ mặt trời. Có bóng rập là do ánh sáng đi theo đường thẳng. Trong thí nghiệm này, ta sẽ dùng bóng chiếc đuôi để đo thời gian. Giờ mình không cần nhìn đồng hồ mà mình cũng đoán đây là mấy giờ rồi đó các bạn ạ. Dụng cụ cần thiết của thí nghiệm này là một chiếc đũa, một tờ giấy, một chiếc bút dạ, một chiếc đồng hồ. Các bước tiến hành là cắm chiếc đũa vuông góc với tờ giấy ở nơi có nắng, đánh dấu bóng nắng mỗi giờ đồng hồ. Đó chính là loại đồng hồ mặt trời có thể báo thời gian trước khi loài người phát minh ra đồng hồ cơ khí đó các bạn ạ. Cuốn sách này đã giúp mình đi vào con đường khoa học và giúp mình tìm tòi được nhiều hơn kiến thức. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn một thí nghiệm nữa nhé. Thí nghiệm này có liên quan đến nước. Thí nghiệm này có tên là nước làm thấu kính. Dụng cụ cần thiết của chúng ta là một bức tranh vẽ ngôi nhà, một bình thủy tinh trong suốt và nước. Các bước tiến hành: một, nhờ ai đó giữ bức tranh phía sau bình thủy tinh đầy nước. Hai, điều chỉnh khoảng cách sao cho hình ảnh bức tranh trong bình rõ nét. 3. So sánh ngôi nhà trong tranh và ngôi nhà trong bình nước. Điều gì sẽ xảy ra? Ngôi nhà trong bình có vẻ to hơn như bạn đang xem qua kính lúp. Tại sao? Nước đựng trong bình cấu trúc nên tác dụng như một thấu kính lồi tạo ra hình ảnh phóng đại của ngôi nhà. Cuốn sách này giúp mình tiếp cận với khoa học. Mỗi khi rảnh, mình và bố thường hay thực hiện các thí nghiệm nhỏ ở tại nhà. Các bạn nào muốn mượn cuốn sách này thì hãy liên hệ với mình hoặc lên nhà trường của mình để mượn nhé các bạn. Sách là một kho tàng kiến thức nên mình coi sách như một người bạn thân và bảo vệ sách. Sau đây mình xin kết thúc video. Do dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, các bạn hãy tuân thủ thông điệp 5K: 1. Khẩu trang, 2. Khử khuẩn, 3. Khoảng cách, 4. Khai báo y tế, 5. Không tụ tập nơi đông người nhé các bạn.
Chúc các bạn thật may mắn và có một kỳ nghỉ hè thật vui.